Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trao đổi của chúng tôi với ông Đặng Văn Lý, trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về một số nội dung có liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm xã hội và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Vâng, lời đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng tạp chí truyền hình công đoàn của truyền hình Bình Định. Thời gian qua thì tạp chí truyền hình công đoàn đã nhận được những cái câu hỏi quan tâm của khán giả. Trong đó có cái câu hỏi như thế này là doanh nghiệp của họ đang trong cái quá trình thành lập và chưa đi vào sự vận hành, nhưng mà sắp đến thì sẽ tuyển công nhân để mà đưa vào sản xuất kinh doanh, trong đó có lao động là người nước ngoài. Vậy thì họ quan tâm là cái đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội và người quản lý doanh nghiệp thì có cần phải đóng bảo hiểm xã hội hay không, và cái mức đóng cũng như là cái tỷ lệ đóng như thế nào ạ? Theo quy định pháp luật, tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc, là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động. Thì theo đó, doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để mà đăng ký tham gia cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong doanh nghiệp bao gồm người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì ở đây luật quy định là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 13 tháng đến dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động theo mùa vụ và theo một công việc nhất định. Cái tiếp theo là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Ở chỗ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như trong cái đối tượng này, người chủ sử dụng lao động mà làm việc không hưởng tiền lương thì không thuộc trách nhiệm phải đóng. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Nhưng chúng ta lưu ý ở đây là người lao động là người nước ngoài nói trên đó không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi thuộc một các trường hợp sau. Cái thứ nhất là di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị định số 11 ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cái vấn đề tiếp theo là người lao động đã đủ cái tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 điều 187 của Bộ luật Lao động. Còn về vấn đề về cái người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ở đây gồm có cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Về vấn đề mức đóng thì đối với người lao động Việt Nam thì người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổng tỷ lệ trích là 10,5%. Người sử dụng lao động thì đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 21,5%. Như vậy thì tổng cộng cái mức đóng đối với người lao động Việt Nam, kể cả chủ sử dụng lao động và người lao động là 32%. Về đối với người nước ngoài thì luật quy định có hai mốc thời gian về quy định cái tỷ lệ đóng. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 thì là người sử dụng lao động đóng vào cái quỹ ốm đau thai sản, quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với cái tỷ lệ là 35%. Và cái thời gian là từ ngày 1 tháng 1 2022 thì người sử dụng lao động và người lao động đóng cho người nước ngoài ở cái tổng quỹ là tỷ lệ là 25,5%. Trong đó thì người sử dụng lao động đóng thêm cái hưu trí và tự túc là 14% và người lao động đóng quỹ hưu trí tự túc là 8%. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái tổng cái tỷ lệ đóng này là 25,5%. Lưu ý căn cứ theo quy định hiện hành, đặc biệt là cái khoản 2, khoản 3, điều 6 quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp, quản lý cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế, thì quy định là cái mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nó không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở. Vâng thưa ông, Nghị định 28 năm 2020 thì có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, thì thay thế cho cái Nghị định 95 năm 2013 và Nghị định 88 năm 2015 của Chính phủ. Vậy thì cái Nghị định 28 thì có những cái điểm gì mới để mà các doanh nghiệp cần lưu ý? Nghị định số 28 ban hành và có hiệu lực ngày 15 tháng 4 2020. Chúng ta có thể thấy rằng là có 5 cái điểm mới của Nghị định số 28 cơ bản như sau. Cái thứ nhất là tăng mạnh cái mức xử phạt tiền đối với hành vi phân biệt đối xử người lao động thuê lại. Cái thứ hai là xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lao động nữ. Cái thứ ba là tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về nghỉ hàng tuần hoặc nghỉ hàng năm hoặc nghỉ lễ Tết, tức là tăng cái mức phạt từ 5 triệu đồng cho đến tối đa 75 triệu đồng với cái vi phạm từ 1 người đến 300 người lên 1 người lao động trở lên. Vấn đề thứ tư là tăng mạnh cái mức xử phạt vi phạm quy định về lao động chưa thành niên. Và đặc biệt là cái vấn đề thứ năm là vấn đề xử phạt doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như chúng ta đã biết thì Luật Bảo hiểm xã hội số 58 quy định là từ ngày 1 tháng 1 2016 là toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội trả cho người lao động. Và Nghị định số 28 đã quy định cụ thể cho cái khung pháp lý như thế này. Tức là phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày. Và luôn quy định luôn là phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với hành vi không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng chương trình.